Mến chào cô chú và anh chị. Hôm nay là chiều nay lúc 4 giờ đập Đa Nhiêm bắt đầu xả. Và đây là giây phút đầu tiên đập Đa Nhiêm đang xả. Với cái lượng mưa mấy ngày nay cũng rất là to nên bà con ở huyện Đơn Dương, Lâm Đồng cũng hãy để ý, nếu như đập Đa Nhiêm mà xả nước có cao quá thì rau của bà con có thể bị ảnh hưởng. Vì vậy những ai ở chỗ trũng hãy cân nhắc và xem là rau mình đã đủ tới ngày chưa, có thể thu hoạch được sớm thì càng tốt để không bị thiệt hại gì.